Trời, bên này là dự án phim trường công nghệ cao ha. Năm 91 là năm cấp giấy phép thôi nha các bạn. Năm 92 mới xây dựng. Và năm 93 mới có cái nhà đầu tư đầu tiên đưa vô khai thác và hoạt động khu chế xuất Tân Thịnh, nằm trên địa bàn quận 7. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì trong chuỗi series giới thiệu về khu chế xuất và khu công nghiệp tại Sài Gòn, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan cái khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, đó là khu chế xuất Tân Thuận nha các bạn, đóng trên địa bàn quận 7 ha. Phía xa xa chúng ta đó là cái ngã tư giao nhau giữa đường Quỳnh Tấn Phát với lại đường Nguyễn Nhân Linh ha các bạn. Đường Nguyễn Nhân Linh chạy từ quốc lộ 1A về đến Quỳnh Tấn Phát là đoạn ngay chỗ này ha. Nếu chúng ta quẹo trái bên hướng bên này là chúng ta đi về phà Bình Khánh đó. Còn hướng bên phải này chúng ta đi về cầu Tân Thuận 1 ha các bạn. Xe gắn máy thì đi đường này nha, không có đi qua cầu Tân Thuận 2 được đâu. Cầu Tân Thuận 2 chỉ dành cho xe hơi, xe tải thôi. Đó, trước mặt chúng ta bên này là cái công viên của khu chế xuất Tân Thuận ha các bạn. Đây là cổng đi vào khu chế xuất Tân Thuận ha. Phía trước mặt chúng ta đây là cái nhà điều hành công ty Tân Thuận ha. Bên phải là cái bảng tuyển dụng các công ty ha. Đây là nhà trung tâm hoạt động của công nhân viên khu chế xuất Tân Thuận. Kế bên có ngân hàng Vietcombank nha các bạn. Đường này có tên là đường Tân Thuận luôn ha. Đường Tân Thuận này là nối dài với đường Nguyễn Nhân Linh ha. Bên này có những hàng quán trước khu chế xuất Tân Thuận, cổng bảo vệ chính của khu chế xuất. Rồi chúng ta chính thức bước vào khu chế xuất Tân Thuận nha các bạn. Bên kia là công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Gia Phú, tuyển nhân viên bảo trì điện, lao động phổ thông. Thì khu chế xuất Tân Thuận này có tổng diện tích là 300 hecta, được cấp phép xây dựng từ năm 1991. Năm 1992 thì khởi công xây dựng, cho đến năm 1993 thì có một cái nhà đầu tư đầu tiên chính thức đưa vào hoạt động năm 93 ha các bạn. Đây là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam. Khu chế xuất khác với lại khu công nghiệp, đó là khu chế xuất là chuyên về các mặt hàng để xuất khẩu ha các bạn. Còn khu công nghiệp là để chuyên sản xuất các mặt hàng về ngành công nghiệp. Bên này có công ty trách nhiệm hữu hạn Onway. Trong này có gần 20 quốc gia, các tập đoàn công ty lớn ở trong này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng này như của Đài Loan thôi. Và bên phải chúng ta đây là công ty Zuki ha các bạn.
Suzuki là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật chuyên về sản xuất máy may công nghiệp ha. Đây là một tập đoàn lớn của Nhật Bản các bạn, được thành lập từ những năm 1938 lận. Tại Việt Nam họ đầu tư đâu đến 3-4 chuỗi cái nhà máy. Quẹo vô đường trước mắt chúng ta là tập đoàn FPT ha. Khá là nhiều công nhân và nhân viên ha. Một cái nhà xưởng, nhà máy Asuyaki Food nè. ACTT công ty trách nhiệm hữu hạn Edai Kako. Đây, công ty Mai Daishin. Timo Vina. Cần tuyển công nhân mai và ủi. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế chất Chấn Việt. Trước mắt chúng ta đây là bức tường của cái cảng các bạn, cảng Bến Nghé và cảng Tân Thuận. Thì cái khu chế xuất Tân Thuận này nằm gần với lại cái hai cái cảng lớn, đó là cảng Bến Nghé ở trong này ha các bạn, còn cảng Tân Thuận nó nằm ở khúc ngoài ha. Hai cảng gần với nhau. Cho nên khu chế xuất Tân Thuận được xem là một cái khu chế xuất có vị trí địa lý rất là thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa. Sát bên bờ sông Sài Gòn. Khu chế xuất có tổng diện tích 300 hecta thì nó nhỏ hơn cái bán đảo Thanh Đa. Bán đảo Thanh Đa đâu 400 mấy. Thì bán đảo Thanh Đa với cái khu chế xuất này với lại cái khu Sala các bạn có cái địa hình nó giống nhau, giống như hình giọt nước vậy đó, bao bọc bởi con sông Sài Gòn nè. Chúng ta chạy hình zig zag ha cho các bạn xem hoạt động các công ty trong này, chủ yếu là các ngành nghề truyền thống, may mặc là chủ yếu các bạn. Showa Industrial, công nhân mai nè, ông nhận hồ sơ tại công ty Gunze. Nhà để xe 2-3 tầng luôn. Towa Industrial ha. Bên này là cái công ty mai Gunze. Ngành mai mặc là chính. Asuyaki Food ha. Thì các công ty đầu tư vô trong này thì được
thành phố ưu đãi cho cái mức thuế nha các bạn, về nhập khẩu cũng như là xuất khẩu ha. Khu chế xuất mà khu là nguyên cái khu chế biến rồi xuất là xuất khẩu, gọi là khu chế xuất ha. Khu công nghiệp là làm các mặt hàng về công nghiệp, cung ứng dịch vụ các mặt hàng cho ngành công nghiệp. Còn khu chế xuất là chuyên sản xuất để xuất khẩu ha. Strongman, một công ty của Đức. Chúng ta quẹo vô đường 12 ha, chạy dít dắt cho các bạn xem. Đường này là đường Tân Thuận nha các bạn, đường chính. Khu công nghiệp đầu tiên mình đã quay cho các bạn xem, khu công nghiệp Biên Hòa 1 ha, thành lập năm 1963 lận. Tổng diện tích nó là 320 hecta. Còn cái khu chế xuất này là 300 hecta. Cấp phép xây dựng năm 1991, năm 1993 đưa vô hoạt động. Thì Sài Gòn có tổng cộng là 23 cái khu chế xuất và khu công nghiệp các bạn. Thì trong đó có 3 cái khu chế xuất, đó là khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung 1 và Linh Trung 2 ha các bạn. Còn lại là 20 cái khu công nghiệp. Mặt sau của công ty Towa. Unimax Sài Gòn. Thông báo tuyển dụng liên tục 6,5 triệu. KB Company. Bên này là Vina Cosmo. Xưởng cái kho quá trời lớn. Có cái bồn nước ha. Hachano. Comet Sài Gòn. Nhìn điệu rạo à. Thì sau 2 năm bị dịch bệnh thì các công ty trong này cũng rượu rạ. Thì khu chế xuất Tân Thuận này cũng thành lập hơn 30 năm ha các bạn. Thì theo chủ trương đó là thành phố sẽ chuyển đổi công năng cái khu chế xuất này. Bên này là cái cảng ha các bạn, cảng Bến Nghé. Kế bên một cái khu chế xuất là hai cái cảng lớn, giao thương về đường thủy rất là thuận lợi. Cho nên những năm 1990 mấy là năm 2000, khu chế xuất Tân Thuận này ăn nên làm ra. Đó là cái nguồn kinh tế phát triển mạnh của Sài Gòn các bạn. Standard Factory. Tòa nhà cho thuê. MK, công ty MK. MK Senco. MK Senco ha các bạn. Bên này là công ty Nissi Việt Nam. Tuyển dụng liên tục, bản để liên tục. Bên này là công ty Sanki. Anh, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan,
trong này đầy hết công ty điện tử 100% vốn của Nhật Bản tuyển dụng 300 công nhân từ 8 triệu rưỡi cho đến 10 triệu. Đây là công ty FABV. Các mặt hàng trong này làm xong rồi em đi xuất khẩu, được thành phố ưu đãi cho cái việc thuế nhập khẩu và xuất khẩu đi ha các bạn. Chúng ta ra lại đường Tân Thuận ha. Đây được xem là con đường chính của khu chế xuất Tân Thuận. Khu Amata cũng là đường Amata ha. Bên này là cái công ty gì? DR Fred tuyển dụng liên tục, viết tắt là CCH Job. Chúng ta đi thẳng cái đường Tân Thuận đó là chúng ta đi nguyên một cái hình vòng cung luôn ha các bạn. Đây công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai. Đây công ty New London. Kế bên là Nidec ha các bạn. Một chi nhánh tại khu chế xuất Tân Thuận. Nidec này có cái công ty ở khu công nghệ cao rồi ha. Nidec tại khu chế xuất Tân Thuận quận 7 rất là lớn so với nhà máy Nidec ở khu công nghệ cao quận 9, dài tới đây luôn ha. Nidec công ty trách nhiệm dây khóa kéo ha. Kitchen này của Đài Loan hay Trung Quốc ha. Bên kia là nhà máy Onway. Thông báo tuyển dụng liên tục. Bên này là nhà máy UACG Foundry Forging Việt Nam, tuyển tuổi từ 18 đến 30, tốt nghiệp lớp 9 trên 12 là được rồi, lao động phổ thông 9 trên 12. Đây con đường trục lộ chính trong cái khu chế xuất Tân Thuận ha các bạn, để đi vô cái cảng ha, cảng Bến Nghé. Trước mặt chúng ta đây là cái khu làm thủ tục hải quan, gọi là cửa hải quan đây các bạn. Đường chúng ta đang đi là đường số 16 ha. Đóng mở trạm. Công ty Co Union Handball Railway. Đó, sát bên vách tường của cái cảng Bến Nghé. Công ty trách nhiệm hữu hạn Rosadin
Aurio Group, đường 15, quẹo vô đường 18. Tung Mung Tết, Tung Mung, công ty Tung Mung. Còn cái công ty gì này là Matsuoka. Phan láng hết đi. TF Việt Nam, công ty TF. Cái này là công ty MEK. Nhà để xe của công nhân 2 tầng luôn. Yasuda Fashion, công ty Mai rồi. 50 nữ công nhân, 10 nam công nhân chuyển hàng, công nhân kho. Đây công ty Hong Ika Vina, tuyển 500 lao động. Bên trái chúng ta đây là công ty VNG ha. Đây là một công ty chuyên sản xuất, công ty làm về game ha các bạn. SSVN, VNG đã làm về game và các ứng dụng về thanh toán tiền điện tử. Công ty Mtech Việt Nam, công ty OKA, công ty trách nhiệm hữu hạn Okaya, Okaya. Đường này hệ thống cây xanh khá là đẹp. Mấy cây này mấy chục năm tuổi ha. 30 năm. Từ khi cái khu chế xuất Tân Thuận này ra đời năm 1993, đưa vô hoạt động, cấp giấy phép năm 91. Năm 91 là năm cấp giấy phép thôi nha các bạn, năm 92 mới xây dựng và năm 93 mới có cái nhà đầu tư đầu tiên đưa vô khai thác và hoạt động khu chế xuất Tân Thuận nằm trên địa bàn quận 7. Phía bên này quỹ đất trống còn nhiều ha. Thì bên đó là cái sông Sài Gòn ha các bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đế Lĩnh và ra ca của công nhân. Công ty đó có làm ca. Ca này ca 2 giờ. Giờ này là 2 giờ các bạn. Công ty cổ phần Technology. Chúng ta quẹo vô đường này là đường 20. Đổi công năng nguyên cái khu chế xuất Tân Thuận này, một là theo cái hướng là quy hoạch lại thành khu công nghệ cao các bạn, kết hợp với nhà ở ha và thương mại. Thứ hai là xây cái khu
gọi là trung tâm giáo dục y tế. Bên trái này cái gốc ngay gốc luôn là cái công ty gì Medrap Adivision of the Fisher Button. Kế bên công ty AVNG này, công ty của Đài Loan ha, Raychun. Này là Inavina, một công ty của Hàn Quốc. Kế bên là Nikken, công ty cổ phần Nikken Việt Nam, công ty cổ phần này tiếp tục tập đoàn FPT ha. Này FPT Telecom, đây là mảng truyền dẫn, còn cái khúc đầu FPT đó là về mảng công nghệ, về cái phần mềm. Đây cái tòa nhà, hai cái tòa nhà bự quá trời bự luôn. À, bên phải chúng ta đây là cái công ty MCV các bạn. MCV là một cái công ty về truyền thông đa kênh luôn, mạng xã hội. Đây là khu nhà của cái tập đoàn MCV. Chuyên về mảng truyền thông. TikTok, YouTube, Facebook có hết. Đường này có tên là đường sáng tạo. Bên này Mitech, công ty Mitech đang xây một cái nhà xưởng lớn. Ngay chỗ này có cái công viên quá trời. Không phải công viên mà có cái mảng xanh quá trời đẹp, mát quá trời mát. Khô ti ti. Bên này có cái nhà gì đây? À, văn phòng chính của hả? Của cái công ty Mitech các bạn. Có sân đá banh luôn, hồ nước luôn. Giờ đang xây cái nhà xưởng nữa. Trời, bên này là dự án phim trường công nghệ cao ha. Việt Studio. Bởi công ty đất Việt, ghê vậy, phim trường công nghệ cao luôn. Đây có tòa nhà ITD Building. Đó, đi thẳng xuống hết là cái dòng cung rồi ha các bạn. Dòng cung rồi. Chúng ta ra lại đường Tân Thuận ha. ITD Group. Có mảng xanh, cái công viên nhỏ nhỏ quá trời hay. Thì đường này là không có cho xe tải và container đi vô ha các bạn. Xe tải và container đến ngay chỗ lúc đầu mình đứng là
là đến ngay chỗ đó là phải quẹo rồi. Giờ này mà chiều tan tầm ra thì thôi, đây lượng công nhân lên đến 40.000. Đang triển khai cho thuê cái quỹ đất này nữa. Một công ty đã nhảy vào đầu tư. Đây công ty trách nhiệm hữu hạn Ta Alex, công ty về điện tử Standard Factory A. Nãy có cái Standard Factory B á. Trong này có cây xăng, một cây trạm cây xăng duy nhất trong cái khu chế xuất Tân Thuận, Standard Factory B. Dãy nhà đi rút tiền à, rút tiền quá trời rút tiền. Khu chế xuất Tân Thuận mỗi bên là 10 máy ATM Vietcombank vẫn không đáp ứng nổi, tổng cộng chỗ đó là 20 máy. Đến giờ rồi ra lãnh lương thôi. Công ty Zuki ha các bạn. Công ty Việt Hưng. Này công ty Logistics nè. Đường 30m, khá là rộng, mỗi bên 15m. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xứ Đại Đồng. Sau 30 năm, hơn 30 năm rồi, các công ty cũng có cái dấu hiệu rệu rạ. Chúng ta đang chạy ra cái cổng chào của khu chế xuất Tân Thuận ha các bạn. Thì trưa hôm nay cũng đi quay lại cho các bạn xem về cái khu chế xuất Tân Thuận ha, trong chuỗi series giới thiệu về cái khu chế xuất và khu công nghiệp tại Sài Gòn cho các bạn xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh ha, like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.